có gì bí ẩn trong kinh thành Huế đầu thế kỷ 19? Những câu chuyện được kể qua hồi ức của một người hết sức đặc biệt. Con trai một vị công thần người Pháp làm quan dưới triều vua Gia Long. Mang trong mình hai dòng máu Pháp Việt. Sống một phần tư thế kỷ giữa hai triều đại đầu tiên của nhà Nguyễn. Có cơ duyên đặc biệt được thăm hậu cung triều Nguyễn. Diện kiến đức Gia Long, thừa thiên cao hoàng hậu, các cung phi và các giai tầng trong hậu cung khi mới lên 8 tuổi. Chứng kiến từ những nghi thức tế lễ quan trọng đến cuộc sống thường nhật của các ông hoàng, bà chúa trong Tử Cấm Thành. Dựa trên cuốn hồi ký Kinh Thành Huế đầu thế kỷ 19 của Michel Đức Seigneau, những bí ẩn đó sẽ dần được hé mở qua từng phần trong series phim Những Bí Ẩn Trong Kinh Thành Huế. Tử Cấm Thành xưa là nơi bất khả xâm phạm. Các quan lại nếu không có phận sự hoặc không được vua gọi thì cũng không được lai vãng. Cuộc sống, sinh hoạt trong hậu cung còn là điều chưa được biết tới. Hậu cung triều Nguyễn không được ghi chép nhiều trong chính sử, mà chỉ được biết tới qua những câu chuyện truyền miệng của những nhân vật sống cùng thời điểm hoặc sống ngay tại chính trong hậu cung. Bởi vậy, cuốn sách Souvenir de Huế, Hồi ức Kinh Thành Huế đầu thế kỷ 19 của Michel Đức Seigneau là một nguồn tư liệu hết sức đặc biệt. Ông bố của ông đã ở vào một cái hàm đại công thần. Thì cái chuyện ông bố vào cung và mang theo người con, đó là một cái câu chuyện nó thuộc về điện chế. Tuy nhiên cái đặc biệt là bởi vì cái sự xuất hiện của người phương Tây, đặc biệt là một cái gia đình mà có vợ là người Huế, nó sinh ra một cái gia đình Đông Tây hội ngộ, nó trở thành một cái hiện tượng rất là lạ ở trong chốn cung đình. Nguyên do khiến ông được bái yết vua Gia Long, được vào hậu cung gặp thừa thiên cao hoàng hậu, các phi tần khi vua mới lên ngôi, và năm ấy tác giả cuốn hồi ký mới có 8 tuổi. Đức vua chia sẻ là hoàng hậu mong muốn gặp tôi. Muốn gặp con của một người từ xứ khác đến, đã phục vụ vương triều thật nồng nhiệt và tận tụy. Những lời lẽ như vậy có lẽ nhằm khỏa lấp đi cái lý do thực sự của yêu cầu, đó là sự hiếu kỳ. Từng dòng hồi ký cho thấy tác giả ý thức rất rõ về thân phận hai dòng máu của mình, về sự khác biệt văn hóa khiến Đức Gia Long hay quý bà An Nam muốn gặp công tử Đức Geno là vì hiếu kỳ, tò mò về một đứa trẻ lai biết nói hai thứ tiếng Việt Pháp. Cho dù vì lý do hiếu kỳ hay bất cứ lý do gì khác, thì đây cũng là cuộc gặp gỡ có 102 trong lịch sử triều Nguyễn. Và lần bái yết vua tại Điện Cao Minh, cung Khôn Thái, được tác giả miêu tả rất kỹ. Cha cầm tay tôi và dẫn đến một gian phòng lớn, nơi vua ngự trên một sập gụ thép vàng, có trải chiếc chiếu đẹp có đường viền bằng lụa vàng, với nhiều người hầu đứng phục dịch. Chính sử triều Nguyễn không có văn bản nào miêu tả chân dung Đức vua Gia Long. Nhưng trong hồi ức của đứa trẻ lên 8 tuổi khi ấy, chân dung nhà vua được phác họa gần gũi. Vua Gia Long cao trên trung bình, tướng đạo mạo, đáng kính,
nét mặt đầy trang nghiêm và có sắc diện, chứng tỏ một tâm hồn cao đẹp. Da trắng, mắt sáng, chòm râu hoàn toàn bạc và dày hơn râu của những người đàn ông khác trong xứ. Mỗi bên má của ông có một hộp cơm đen, râu bọc chung quanh, làm thành một chòm râu nhỏ mỗi bên, cạnh chòm râu lớn ở chính giữa, nhưng không hoàn toàn pha trộn vào nhau. Trước khi vào cung, ông đã được chỉ dạy các lễ nghi, phép tắc, cách ăn nói, đi đứng khi gặp nhà vua. Tuy nhiên, do được giáo dục trong một môi trường văn hóa đặc biệt, nên việc vái chào một tập tục người An Nam xem trọng với ông vẫn là điều xa lạ và bị buộc phải tuân thủ mặc dù miễn cưỡng. Trong cái cuộc tiếp xúc văn hóa Đông Tây, một cuộc đụng chạm và thậm chí là đụng độ, bởi nó có rất nhiều nét dị biệt, nó không giống nhau. Ngay chính chi tiết mà những quan lại người Pháp vào cung thì người ta cũng không quen quỳ lạy, cho nên được nhà vua ban một cái đặc ân là miệng phải quỳ lạy. Hồi ký còn ghi rõ những nhận xét của ông về tính cách của vua. Ngoài công việc phải trao đổi nghiêm túc, ngài là người vui tính, dễ mến nhất của đất nước này. Nhiều lúc do ý thích và ở những nơi thân tình, ngài thốt ra những lối nói bông đùa, dân dã. Sau khi gặp vua Gia Long, người tiếp theo để lại ấn tượng với tác giả chính là một người đại diện cho lớp người có thân phận hết sức đặc biệt ở chốn hoàng cung. Người này trông giống như phụ nữ nhưng bận đồ nam, trông chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ. Đó là vị đứng đầu các thái giám mà nhà vua lệnh đưa tôi đến gặp hoàng hậu. Giọng nói the thé như giọng nữ, mang một vành khăn rộng, làm khuôn mặt nhỏ lại. Có lẽ con người này không ý thức về thân phận khổ của bản thân. Vì vừa ra khỏi gian phòng, ông vừa đi người đong đưa như tự khoác cho mình dáng vẻ của một nhân vật quan trọng. Tử Cấm Thành chỉ có một người đàn ông duy nhất, đó là đương kim hoàng đế. Còn lại là phi tần, nữ quan, thị nữ, làm việc sai vặt. Còn các việc nặng nhọc khác của đời sống trong cung đều giao cho thái giám, như hầu hạ nhà vua, chăm lo việc chăn gối của nhà vua và các hậu phi, sắp xếp ngày giờ vua gặp các vương phi, ghi chép lại tên họ các hậu phi mà vua vừa chung chăn gối để sau này làm căn cứ xác nhận khi họ sinh con cho hoàng tộc. Hoàng hậu mặc đồ thêu lụa vàng, tựa nhẹ người vào một chiếc gối vuông bọc lụa tơ màu vàng có thêu chỉ vàng. Hoàng hậu không còn trẻ nhưng duyên dáng, vẻ rất uy nghiêm. Chung quanh có rất nhiều quý bà, mặc áo lụa đủ màu sắc, người thì khăn đóng, người thì đầu trần, chân trần, tư thế cung kính, gợi cảm giác thần kỳ, bề thế. Ông mới cung cấp cho chúng ta một cái không gian cổ kính, trang nghiêm, đầy huyền hoặc ở trong đại nội. Ở đó có những vị thái giám, nó có những cái lối ăn mặc, có những cái kiểu cách nói chuyện, những cái ngôn từ nói chuyện, kể cả cử chỉ điều bộ, cho tới những vị cung nữ qua tầng lớp trong cung nội, vẽ lại cho chúng ta một cái bức tranh chân thật nhất về cái thời kỳ đó. Rồi các thủ tục chào hỏi vái lệ diễn ra, hoàng hậu trò chuyện rất thân mật với những câu hỏi về nước Pháp. Và cái sự xuất hiện của hai cha con người Pháp với những cái trang phục, với những cái kiểu cách đi đứng nói năng thì nó đập vào mắt quý bà. Và chính quý bà hoàng hậu và chốn nội cung cũng rất là muốn để hỏi chuyện và tiếp xúc với những cái thông tin bên ngoài, bởi những người phụ nữ là họ bị giới hạn ở chốn cung cấm. Rồi sau đó, trên chiếc bàn khác trong phòng, cung nữ lần lượt đặt lên những sấp vải lụa, những chồng hộp vuông. Đó là quà mà hoàng hậu cho người chuẩn bị dành cho cậu bé Michel de Chenon. Ra khỏi gian phòng, tôi lại bị vây bởi một đám phụ nữ khác. Họ hiếu kỳ thay phiên nhau hỏi chuyện một cách rất thân mật. Họ đến gần, một vài bàn tay nắm lấy vai tôi. Hậu cung triều Nguyễn cũng có tam cung, lục viện, 9 bậc phi tần như các triều đại phong kiến khác. Cung phi của các vị vua triều Nguyễn hầu hết là con gái
của các vị quan trong triều. Sự hậu thuẫn của gia tộc cũng chính là nguyên nhân khiến các bà nhận được sùng ái của các bậc đế vương. Con của thường dân được tuyển vào cung là những trường hợp đặc biệt phải đẹp. Cuộc sống của các cung phi an nhàn, tận hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên trong hàng chục, hàng trăm cung tần đó, chỉ một vài người được vua biết đến. Số lớn còn lại phải chịu bỏ phí tuổi thanh xuân trong cô quạnh. Có thể nói chế độ nội cung của nhà Nguyễn đã đạt đến độ hoàn thiện và phức tạp bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Quy định danh phận trên dưới, cao thấp rất rõ ràng. Nữ giới trong bức tranh toàn cảnh về hậu cung đã được Michel Duchesneau tổng kết lại bằng lời bộc bạch đầy khôi hài của Hoàng đế Gia Long với những vị quan Pháp phụng sự ông dưới triều Nguyễn như sau. Ở đây trẫm được hài lòng vì trẫm nói chuyện với những người xứng đáng, họ lắng nghe và khi cần họ vâng lệnh trẫm răm rắp. Còn ở đằng kia, trẫm gặp phải một lũ quỷ sứ thật sự. Chúng cãi vã nhau, ngược đãi nhau, phỉ báng nhau và sau đó tất cả cùng chạy đến cầu xin trẫm phân xử. Nếu làm đúng thì trẫm sẽ luôn luôn khiển trách tất cả vì trẫm không biết ai sẽ nhường nhịn ai trong cơn giận dữ. Cuốn hồi ký mô tả chân thực và sinh động dù chỉ là thoáng qua cuộc sống nơi nội cung của vua Gia Long, vị hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn. Chỉ trong một buổi diện kiến của ông tại hậu cung, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của thái giám, nữ quan, nô tỳ, các cung tần, ngự thiếp của vua Gia Long và quan trọng nhất là hình ảnh của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu được miêu tả rất chi tiết là một người phụ nữ nghiêm trang nhưng cũng vô cùng nhân ái và duyên dáng. Tuy chỉ là những hoạt động mặt sau của vương triều, nhưng những hoạt động của chốn hậu cung này lại góp phần quyết định cho việc sản sinh ra một thế hệ lãnh đạo cho triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Và trong một chừng mực nào đó, góp phần không nhỏ vào sự bình ổn chính trị ở thời điểm lúc bấy giờ. Đêm Hoàng Cung, một sản phẩm du lịch, tái hiện cảnh đời sống, sinh hoạt xưa trong hậu cung chốn thâm nghiêm, ẩn chứa nhiều bí ẩn với nhiều giai thoại liên quan đến vương triều cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, đã mở rộng cánh cửa hậu cung, mang tới cho du khách những cái nhìn chân thực về một thời vàng son xưa, cuộc sống ở một nơi đầy bí ẩn. Một thời vàng son của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đã khép lại. Bức màn bí ẩn về cuộc sống trong Tử Cấm Thành cũng dần được hé mở chân thực qua hồi ký của Michel Duchesneau. Chốn cung đình không phải lúc nào cũng tột cùng xa hoa vương giả. Nếp sinh hoạt của các ông hoàng, bà chúa chốn cung đình nhiều khi cũng bình dị. Bên cạnh đâu đó còn là những cuộc tranh giành quyền lực chốn hậu cung với những thân phận để hậu thế có thể hình dung ra bức tranh toàn cảnh về hậu cung triều Nguyễn. Tiếp theo series chương trình sẽ là câu chuyện về ngày Tết trong Hoàng Cung.